Xin được chào tất cả các anh em đang theo dõi chương trình Tech Talk trên fanpage của giải pháp sinh học BioGenC, và tôi là Khu Thiện Minh sẽ là người trò chuyện cùng với lại tất cả các anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Như vậy thì hôm nay là cái ngày thứ hai thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cái việc là nới lỏng giãn cách xã hội rồi. Không biết là cảm giác của các anh em sau 2 ngày vừa qua như thế nào, mình có thể chia sẻ bằng cách là bình luận ở bên dưới cái livestream này ha. Riêng cá nhân tôi thì tôi thấy khá là phấn khởi bởi vì sao? Bởi vì cái nhịp sống của thành phố chúng ta đang quay trở lại. Những anh em nào mà đã tiêm được cái vaccine mũi 1 rồi á, đủ 14 ngày thì cũng có thể là đã được tham gia những cái hoạt động mà được cho phép. Các cái doanh nghiệp rồi những nhà máy chúng ta cũng bắt đầu các kế hoạch sản xuất rồi khôi phục kinh tế, cũng như là hoàn thành những cái mục tiêu còn đang dang dở của năm 2021. Vậy thì ở thời điểm hiện tại á, sau khi mà chúng ta kết thúc cái việc giãn cách xã hội thì nỗi lo lớn nhất của tất cả anh em là gì ạ? Anh em lo lắng nhất cái điều gì ngay lúc này? Mình có thể chia sẻ bằng cách là mình comment ở bên dưới cái livestream này giúp cho tôi thấy ha. Đó có phải là những cái nỗi lo về sức khỏe không? Anh em nào đang lo lắng về cái sức đề kháng của mình, không biết là nó sẽ mạnh mẽ tới đâu ha, dù là chúng ta cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine rồi. Rồi có phải là những cái nỗi lo về vật chất khi mà chúng ta đang lo lắng về tiền lương hay là thu nhập trong những tháng tiếp theo có đủ để trang trải cho cuộc sống những ngày sắp tới hay không? Rồi đó có thể là những cái nỗi lo về tinh thần khi mà tất cả các anh em ở đây chúng ta cũng rất là lo lắng khi mà nghe tin tức về Covid. Có những tin rất vui, cũng có những tin buồn chúng ta nghe mỗi ngày như thế. Thì đặc biệt nữa là trong cái thời gian mà sắp tới, khi mà cái việc nới lỏng giãn cách xã hội diễn ra như thế này thì chúng ta cũng không biết trước được sẽ xảy ra những cái chuyện gì tiếp theo nữa. Tuy nhiên ngày hôm nay thì tôi có mặt ở đây để trò chuyện với lại tất cả các anh em về một cái nỗi lo chung của tất cả những anh em kỹ sư môi trường, cũng như là những anh em mà vận hành cái hệ thống xử lý nước thải. Đó chính là nỗi lo về cái việc là sau cái thời gian giãn cách xã hội thì cái hệ thống xử lý thải của mình nó sẽ như thế nào, đặc biệt là vấn đề về hệ vi sinh trong các cái bể sinh học. Anh em nào mà đang có cái nỗi lo này thì giống tôi á, thì mình có thể là nhấn cái nút like ở trên cái màn hình ha, để cho tôi thấy rằng là có nhiều anh em nào cũng là quan tâm cái vấn đề này không. Các anh em cũng đang có một cái nỗi lo chung ha, về cái vấn đề là làm sao để mà nuôi cấy nè, rồi phục hồi lại cái hệ vi sinh đúng cách, cũng như là phục hồi nhanh cái hệ thống xử lý nước thải sau cái thời gian mà giãn cách xã hội. Ở đây thì các anh em cũng có chia sẻ là quên đường đến công ty ha. Hồi sáng này thì tôi cũng hôm qua thì tôi cũng bắt đầu đi làm trở lại, thì đi ra đường thì rất là háo hức, rất là hào hứng luôn. Nhìn gương mặt của mọi người thì ai cũng đều có một sự hân hoan hết, và chúng ta cũng đều chờ mong một cái tương lai tươi sáng, những cái điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta trong thời gian sắp tới. Như vậy thì về cái vấn đề vi sinh á, thì có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể trao đổi được với nhau, nhưng mà hôm nay thì tôi chỉ xin phép được chia sẻ với lại tất cả các anh em về một thứ thôi, đó là làm sao để chúng ta nuôi cấy cũng như là phục hồi hệ vi sinh nhanh đúng cách sau cái thời gian mà chúng ta kết thúc giãn cách xã hội. Vậy thì trước khi mà vào cái chương trình ngày hôm nay thì xin được mời anh em chúng ta sẽ cùng quan sát một số cái hình ảnh ở trên màn hình. Thì đây là những cái hình ảnh của một cái hệ thống xử lý nước thải sau một thời gian mà ngưng chạy hệ thống trong cái đợt giãn cách xã hội năm ngoái. Thì chúng ta sẽ cùng xem ha. Ở hình đầu tiên, đó là hình tại bể sinh học Anoxic. Thì tại bể này anh em có thể quan sát thấy là cái bùn ở đây nó đã chuyển sang cái màu đen rồi. Và một phần thì nó lắng ở đấy ha, một phần thì nó nổi lên trên bề mặt. Hình thứ hai là hình của bể sinh học hiếu khí Aroten. Thì sau thời gian mà ngưng hệ thống ta cho sục khí lại thì cái mùi hôi nó bốc ra rất là kinh khủng. Một cái mùi hôi giống như là một cái bể kỵ khí. Và cái bùn thì anh em thấy là nó cũng chuyển sang cái màu đen rồi. Khi mà tiến hành chúng ta đo SPI-30, chúng ta cho lắng bùn trong thời gian 30 phút, thì chỉ trong vòng khoảng là 5 phút đầu tiên thôi, toàn bộ cái lượng bùn này nó bị nổi lên hết ở lên bề mặt của cái ống đông luôn. Và hình cuối cùng, hình thứ tư, đó là hình của
một cái bể lắng sinh học. Sau cái thời gian mà nước tĩnh thì dưới cái tác động của ánh sáng mặt trời thì có cái sự xuất hiện của rêu tạo ở đây. Vậy thì ở hai hình đầu tiên thì anh em có thể thấy rằng là vi sinh ở đây bùng hoạt tính đó, khi mà chúng ta ngưng hệ thống, tức là ngưng sục khí ha, ngưng khuấy trộn, thì một phần nó sẽ chuyển sang thành dạng là hô hấp tùy nghi, và phần còn lại đa số nó sẽ chuyển sang dạng hô hấp kỵ khí. Vậy khi hô hấp kỵ khí thì anh em sẽ đặt ra câu hỏi rằng là nó có phải là dạng thành cái dạng bùng kỵ khí rồi hay không? Thì xin thưa với anh em rằng là cái bùng này nó cũng màu đen, nó cũng đang hô hấp vi sinh trong này, nó cũng đang hô hấp kỵ khí, nhưng mà nó khác với lại cái bùng kỵ khí mà anh em nuôi trong bể UHP ha, hay là bể kỵ khí đó. Thì về cái hiệu suất xử lý chất ô nhiễm thì nó không có, rất là thấp, tầm khoảng là dưới 20%. Vậy thì khi mà nhìn những cái hình ảnh này á, các anh em cảm thấy như thế nào ạ? Có cảm thấy đau không ạ? Vừa đau lòng mà vừa đau đầu đúng không? Thử tưởng tượng xem là ngày mai khi mà các anh em, hay là ngày mốt là khi mà các anh em đi làm trở lại á, nhà máy mình hoạt động nè, mình vào mình kiểm tra cái bể vi sinh mà mình thấy cái tình trạng giống như những cái hình này, thì anh em phải quay trở lại đây ha, xem lại cái livestream này để chúng ta tìm ra được một cái giải pháp xử lý. Rồi, còn những anh em nào mà chúng ta đã gặp cái trường hợp này và xử lý thành công á, thì chúng ta cũng có thể chia sẻ cái bí quyết của mình vào trong cái phần comment để cho những anh em khác chúng ta tham khảo và học hỏi thêm. Khi mà xử lý những cái vấn đề về vi sinh á, hay là về nuôi cấy khởi động á, thì nó không có khó. Tuy nhiên á, chúng ta còn phải tìm ra một cái cách nào đó mà nhanh, nhanh để làm gì, để tiết kiệm thời gian. Thứ hai là phải rẻ để làm gì, để tiết kiệm chi phí, và nó phải phù hợp với lại tình hình thực tế của hệ thống anh em, để mà anh em có được những cái kinh nghiệm mình đúc kết được ha, để ứng phó được những cái sự cố mà xảy ra trong tương lai. Và cũng xin nói thêm một xíu rằng là cái tài liệu của chương trình ngày hôm nay thì cũng sẽ được gửi tới tay anh em thông qua một cái mã QR code ở cuối chương trình ha. Thì anh em cố gắng tham gia cái phần trò chuyện này để mà chúng ta tải về cái tài liệu để nghiên cứu. Đầu tiên thì tôi sẽ phân loại ra là trong cái thời gian giãn cách xã hội vừa rồi thì anh em vận hành cái hệ thống xử lý thải của mình theo kiểu nào. Tôi thì tôi dựa trên mối quan hệ cũng như là những cái công trình mà tôi đã tư vấn trong thời gian vừa qua, thì phổ biến nhất thì tôi phân thành 3 trường hợp. Trường hợp đầu tiên là trường hợp mà hệ thống ngưng hoạt động. Thì trường hợp này là nhà máy chúng ta ngưng hoạt động và hệ thống xử lý nước thải cũng ngưng hoạt động luôn ha, anh em không có cử người ở lại để vận hành. Và thường trong trường hợp này thì anh em sẽ ngắt nguồn điện đúng không, mình sẽ tắt hết các cái thiết bị ở trong hệ thống, đặc biệt là máy thổi khí. Các cái bể chức năng lúc này trở thành cái bể chứa nước tĩnh. Như vậy thì cái vấn đề mà lớn nhất khi mà chúng ta khởi động lại đó chính là vi sinh lúc này nó đã hầu như là chết đi, không còn khả năng xử lý nữa, và có những cái hiện tượng như là mùi hôi nè, hay là rêu tạo nó phát triển. Rồi thứ hai là cái trường hợp mà anh em sẽ vận hành theo cái chế độ là chạy hệ thống cầm chừng, chạy duy trì. Thì đây là trường hợp mà nhà máy ngưng hoạt động nhưng mà hệ thống xử lý thải mình không ngưng ha, anh em vẫn cử người ở lại vận hành và mình sẽ cho cái nước chạy tuần hoàn ha. Trong trường hợp này thì một số anh em chúng ta cũng có một số cái cách, ví dụ như là mình sẽ trữ nước thật là nhiều ở cái bể gơm hoặc là bể điều hòa, rồi sau đó chúng ta cho tải qua 10 20% gì đó so với lại cái công suất chạy thông thường. Có anh em thì không có nước trữ thì chúng ta bổ sung thêm cái dinh dưỡng như là mật rỉ đường, methanol, vân vân. Rồi một số anh em thì chúng ta khi mà vận hành cầm duy trì những này á, anh em sục khí 3 đến 4 tiếng ngày theo cái công theo cái tải tải qua, và thời gian còn lại thì có anh em thì sẽ sục khí tiếp 24 trên 24 luôn, nhưng mà có anh em thì cũng sẽ ngưng sục khí. Như vậy thì cái quá trình sục khí nó cũng sẽ gặp cái vấn đề gián đoạn ở trong cái trường hợp này. Trường hợp thứ ba đó là trường hợp mà hệ thống các anh em hoạt động ba tại chỗ. Ba tại chỗ thì đây là cái trường hợp mà nhà máy vẫn hoạt động, anh em chúng ta ở lại để mà ăn uống nè, sinh hoạt rồi nghỉ tại nhà máy, tại doanh nghiệp luôn. Và cái vấn đề mà lớn nhất mà chúng ta có thể phải lưu ý trong cái trường hợp mà hệ thống nó chạy ba tại chỗ như thế này á, đó là cái tính chất nguồn thải của chúng ta sẽ phải thay đổi. Chúng ta sẽ phải xử lý thêm một cái lượng nước thải sinh hoạt
nó có thêm cái thành phần là chất tẩy rửa, và thứ hai nữa là dầu mỡ. Dầu mỡ. Rồi, vậy thì đối với trường hợp thứ hai và trường hợp thứ ba này, khi mà hệ thống chạy duy trì và hệ thống ba tại chỗ thì nó dẫn tới một cái tình trạng là vi sinh nó không có bị chết giống như là trường hợp một, mà vi sinh lúc này nó sẽ bị giảm hiệu suất xử lý. Vậy thì cho dù là mình sẽ vận hành theo cái chế độ nào ha, dù là anh em ngưng hoạt động, anh em chạy duy trì hay là ba tại chỗ, thì nó cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến cái hệ vi sinh của mình. Và cái việc mà nuôi cấy lại vi sinh đó, thì tôi cũng xin chia sẻ thì nó cũng là một cái vấn đề mà có thể là đơn giản với nhiều anh em. Tuy nhiên cũng có đa số, một số anh em cũng sẽ gặp bối rối khi mà lần đầu tiên chúng ta bị cái tình trạng như thế này, không biết cách xử lý như thế nào. Mỗi người thì chúng ta sẽ có các cách xử lý khác nhau. Tuy nhiên thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái cách của tôi ha, giúp cho anh em tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, mà tiết kiệm công sức khi mà nuôi cấy và phục hồi lại cái hệ vi sinh. Và yên tâm là nếu mà làm theo cái cách của tôi đó, thì anh em sẽ khởi động hệ thống chưa được 2 tuần là mình sẽ khởi động xong. Vậy thì rất là mong chờ xem là tôi có cái cách gì để chia sẻ cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi sẽ khởi động nuôi cấy và phục hồi theo 5 bước như sau. Bước đầu tiên là bước kiểm tra về thiết bị. Bước thứ hai là chuẩn bị nuôi cấy. Bước ba là bước nuôi cấy và phục hồi vi sinh. Bước thứ tư là bước xử lý nitơ và amoni. Bước thứ năm là bước chúng ta phải duy trì cái hiệu suất xử lý. Vậy thì ở cái bước đầu tiên á, là cái bước kiểm tra thiết bị, thì anh em cần phải kiểm tra những cái thiết bị mà liên quan đến cái quá trình mà nuôi cấy cũng như là phục hồi vi sinh. Ví dụ như là những thiết bị nào chúng ta cần phải lưu ý kiểm tra. Thứ nhất là nguồn điện, đó là tủ điện ha, và dây điện. Anh em kiểm tra xem là nó có bị rò rỉ dây điện hay là đứt gãy chỗ nào hay không, rồi nguồn điện nó có bình thường hay không, ổn định hay không. Thứ hai nữa là những cái thiết bị bơm chìm, thì mình cũng sẽ kiểm tra xem là cái phần cánh bơm á, nếu mà có phát ra tiếng kêu lạ thì mình cũng phải ngưng ha, mình kiểm tra xem là có dị vật ở trong hay không. Thứ ba đó là những cái bơm định lượng ở cái bồn pha hóa chất á, thì mình cũng sẽ kiểm tra xem là cái chế độ các thông số cũng như là cái độ hút, độ đẩy nó có bị dị vật lặng nghẹt hay không. Thứ tư nữa là các cái van, thì mình sẽ kiểm tra xem là van đóng hay là van đã mở chưa, rồi có bị rò rỉ hay không. Đường ống cũng vậy ha, xem là có bị biến dạng không không. Rồi máy thổi khí thì mình cũng sẽ lưu ý khi mà vận hành trở lại, thì anh em cũng sẽ kiểm tra xem là có cái tiếng ồn hoặc là nó cái nhiệt lượng nó cao quá hay không. Nếu mà gặp cái trường hợp như thế này thì mình cũng sẽ phải kiểm tra lại xem là cái dầu máy ha, nó có khô không. Nếu mà nó khô á, thì mình sẽ bôi dầu vào ha. Rồi cái ví dụ như là những cái bộ lọc khí nó có bị bụi nhiều quá hay không, hay là có động vật lạ nó chui vô hay không, thì mình cũng phải làm sạch ha trước khi mà chúng ta vận hành lại. Và cũng như là cái bồn pha hóa chất thì mình cũng sẽ kiểm tra cái tính ăn mòn của nó, kiểm tra xem là nó có bị rò rỉ sau cái thời gian mà mình không có pha hóa chất vào hay không. Rồi nếu mà còn cái lượng hóa chất mà tồn động ở trong cái bồn này á, thì mình cũng sẽ kiểm tra xem là nó có sử dụng được hay không. Nếu không thì mình cũng phải đổ đi và pha lại cái hóa chất mới anh em. Đó là những cái thiết bị mà chúng ta cần phải kiểm tra để mà nuôi cấy vi sinh. Nhưng mà trên thực tế á, để mà khi mà bắt đầu chúng ta chạy lại hệ thống á, thì anh em cần phải kiểm tra lại toàn bộ thiết bị luôn nha. Mình sẽ kiểm tra toàn bộ các thiết bị luôn. Ngoài những thiết bị này, mình sẽ kiểm tra thêm những thiết bị khác nữa từ đầu tới cuối hệ thống luôn, để mà nếu mà phát hiện vấn đề nào á, thì mình sẽ xử lý ngay. Anh em cũng có thể là tham khảo một số cái cách làm ở trên những cái hội nhóm Facebook hay là Zalo chuyên ngành á. Hoặc là theo tôi tốt nhất thì anh em nên liên hệ với là nhà cung cấp, cái người mà cung cấp những cái thiết bị này cho anh em sử dụng á, thì để họ tư vấn được chính xác và có cái kế hoạch bảo dưỡng bảo trì nó phù hợp. Vậy thì sau khi kiểm tra thiết bị xong á, thì chúng ta cần phải chuẩn bị gì để mà nuôi cấy vi sinh? Chúng ta đến với bước thứ hai. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị nuôi cấy vi sinh, thì đương nhiên vi sinh sẽ là cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta quan tâm. Mình sẽ tìm những cái chủng vi sinh nào mà nó phù hợp với lại cái tính chất nước thải của cái hệ thống mình đang vận hành, để có sự tương đồng ha và sự tương thích. Thứ hai nữa là mình sẽ chuẩn bị cái phần dinh dưỡng như là mật rỉ đường nè, rồi methanol vân vân. Rồi mình sẽ chuẩn bị những cái loại hóa chất cơ bản để mà kiểm soát được pH, rồi kiểm soát được độ kiềm, các yếu tố mà ảnh hưởng tới quá trình mà nuôi cấy vi sinh.
Ngoài ba cái yếu tố này ra thì mình cần phải chuẩn bị thêm một số cái thiết bị để mà kiểm soát được cái chất lượng nước ở trong cái bể nuôi cấy. Ví dụ như là bút đo pH nè, rồi máy đo DO, rồi các cái loại máy phân tích đa chỉ tiêu mà giúp chúng ta test được cái chỉ tiêu về COD, nitơ, phosphor đúng không? Để mình có được cái sự kiểm soát về các điều kiện môi trường cũng như là điều kiện về dinh dưỡng để quá trình nuôi cấy vi sinh nó đạt được cái hiệu quả cao. Ở bước này thì anh em lưu ý tôi hai điều thôi. Thứ nhất là cái quá trình mà nuôi cấy ở đây thì mình sẽ được hiểu như là vi sinh nó chết rồi ha, mình sẽ nuôi cấy lại. Thì cái quá trình này nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái kế hoạch sản xuất của mỗi nhà máy sau cái thời gian mà nhà máy hay là hệ thống ngưng hoạt động. Vậy thì trong cái trường hợp này thì sao? Thì nếu như trong thời gian sắp tới ha, nhà máy chúng ta có kế hoạch là sản xuất 50% công suất thôi, thì cái lượng nước thải nó sẽ ra ít hơn. Lượng thải ít hơn thì sao? Thì các bể của mình á, các cái bể mà nuôi cấy vi sinh là mình sẽ có được cái thời gian lưu nó tương đối là nó nhiều. Vậy thì thời gian lưu nhiều như thế này á, thì cái thời gian khi mà nuôi cấy khởi động lại vi sinh đó thì nó chỉ mất tầm khoảng thời gian là từ 1 tới 2 tuần thôi. Còn đối với những trường hợp nào mà nhà máy từ đây tới cuối năm nhà máy của mình sẽ tăng công suất lên 120%, 150% để mà đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội, thì khi mà nhà máy tăng công suất thì nước thải sẽ ra nhiều hơn đúng không? Nước thải ra nhiều hơn thì sao ạ? Thì thời gian lưu của các cái bể của mình nó sẽ ngắn lại nếu mà hệ nào đã chạy full tải rồi. Vậy thì lúc này á, chúng ta cần một cái hệ vi sinh rất là khỏe, hiệu suất xử lý cao và ít bị ảnh hưởng bởi cái việc là sốc tải. Và cái thời gian nuôi cấy mình cũng phải cần cái thời gian lâu hơn, từ 3 tới đến 4 tuần, cũng như là kết hợp thêm cái việc là theo dõi kỹ và có thể là sử dụng thêm những cái sản phẩm men vi sinh để mà duy trì được cái hiệu suất xử lý khi mà cái lượng nước thải tăng lên do cái nhà máy tăng công suất. Một cái lưu ý thứ hai đó là cái quá trình mà phục hồi. Quá trình phục hồi được hiểu ở đây là vi sinh bị giảm hiệu suất ha, chúng ta sẽ phục hồi và tăng hiệu suất lại. Thì cái quá trình này nó sẽ phụ thuộc vào cái hiện trạng hệ thống của các anh em sau cái thời gian mà anh em chạy duy trì hoặc là ba tại chỗ, và mình sẽ kiểm tra cái hiện trạng bằng cách là mình sẽ quan sát những cái sự cố bằng mắt như là hiện tượng về bùng nổi, bọt nổi, bùng không lắng vân vân, rồi mình kiểm tra xem là cái kích thước của bong bùng nè, tốc độ lắng của bùng nè, rồi nước có trong hay không khi mà chúng ta cho lắng bùng 30 phút, và kiểm soát cái chất lượng nước đầu vào đầu ra của từng cái bể sinh học để chúng ta kiểm tra xem là cái hiệu suất nó có giảm hay không. Nếu hiệu suất giảm thì phải tìm cách để mà mình tăng nó lên. Rồi sau khi mà thiết bị hoạt động ổn định cũng như là cái công tác mà chúng ta chuẩn bị nuôi cấy hoàn tất, thì chúng ta sẽ đến với lại cái bước thứ ba, đó là cái bước quan trọng nhất là nuôi cấy và phục hồi vi sinh. Ở đây thì tôi cũng chia thành hai trường hợp, trường hợp nuôi cấy và trường hợp phục hồi. Đầu tiên là đối với trường hợp mà hệ thống ngưng hoạt động. Ngưng hoạt động ở đây thì tôi chắc chắn với anh em rằng là khi mà các anh em quay trở lại cái hệ thống mà chúng ta ngưng tầm khoảng là 2 tuần cho tới 4 tuần đó, thì cái bùn lúc này nó sẽ chuyển sang cái màu như thế này, như cái hình mà anh em đang thấy trên màn hình ha, màu đen và nó có cái mùi hôi. Lúc này thì vi sinh nó gần như nó chết và hiệu suất xử lý chất ô nhiễm nó không còn. Chúng ta phải tiến hành xả bỏ cũng như là vệ sinh lại bể này, sau đó là phải nuôi cấy lại vi sinh. Vậy thì đối với những cái bể hiếu khí thông thường thì nó sẽ xử lý như thế này, còn đối với những bể hiếu khí mà có giá thể thì sao anh em? Theo anh em thì những bể hiếu khí mà có giá thể ở trong đó thì chúng ta phải làm gì ạ? Những bể mà MBPA thì mình sẽ xử lý như thế nào? Anh em có thể chia sẻ bằng cách là comment ở trên cái comment của cái livestream này ha. Rồi, khi mà bùn nó đen như vậy rồi á thì tôi cũng chắc rằng là vi sinh nó bám trên giá thể á, nó cũng sẽ không còn. Vậy thì theo anh em mình cũng có nên vứt bỏ hết những cái giá thể này đi không? Khi mà mình thấy vi sinh nó đen như vậy rồi thì mình sẽ vớt giá thể lên, mình vứt bỏ không? Mình vệ sinh chung với lại cái lượng bùn luôn á. Ở đây thì tôi thấy là các anh em cũng đang bình luận như là mình sẽ rửa màng ha, rồi vệ sinh giá thể. Vậy thì theo tôi trong cái trường hợp này á, mình cần phải
có một cái động tác nữa là mình phải xác định lại cái tuổi thọ, xác định lại cái tuổi thọ của giá thể mình sử dụng. Ví dụ như là cái giá thể bao chip mà chúng ta thấy ở trên thị trường thì cái loại mà miếng nó tròn và dẹp, nó hơi xốp xốp và nó có những cái lỗ rỗng ở trong á, thì tuổi thọ trung bình của nó từ khoảng 5 đến 10 năm. Nếu như mà hệ thống Canem vận hành cái bể mà có giá thể này mà bằng cái thời gian mà chúng ta mua và sử dụng á, tức là thời gian vận hành bể bằng thời gian mà chúng ta bỏ giá thể vào, thì từ khoảng là từ 9 đến 10 năm thì tôi nghĩ là anh em nên bỏ và nên mua cái giá thể mới bổ sung vào thì nó sẽ hiệu quả hơn. Trường hợp thứ hai nữa là nếu như mà chúng ta mới bổ sung những cái giá thể trong thời gian gần đây thôi, thì mình có một cái cách, đó là chúng ta sẽ đem phơi nắng. Mình sẽ vớt giá thể trong bể lên ha, mình đem phơi nắng, phơi giống như là anh em thấy là mình phơi khô hay là phơi cá ở ngoài nắng đó. Đó, mình phơi kiểu vậy đó, mình phơi khi nào mà cho nó khô ha, trong vài ngày, rồi lúc đó thì mình sẽ, trong quá trình mà mình nuôi cấy lại vi sinh thì mình sẽ bổ sung lại vào trong cái bể MBBA để hỗ trợ cho cái việc nuôi cấy nó tốt hơn. Thì lúc này thì cái giá thể mình sẽ hoạt động lại bình thường. Rồi, vậy thì để nuôi cấy lại vi sinh đó, thông thường thì anh em sẽ dùng bùn hoạt tính đúng không? Mình sẽ mua bùn hoạt tính từ những cái khu công nghiệp nè, những cái nhà máy mà có nhiều bùn hay những cái đơn vị mà cấp bùn mà anh em mong muốn thì nó sẽ tương thích với lại cái nước thải mà anh em đang vận hành đó. Tuy nhiên á, như đã giới thiệu từ ban đầu ha, tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái cách làm sao để chúng ta nuôi mà nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất. Đó là chúng ta sẽ kết hợp giữa bùn hoạt tính và men vi sinh. Vậy thì cái việc kết hợp này nó sẽ giúp cho tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian như tôi đã chia sẻ ha. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta sẽ tận dụng được những cái ưu điểm cũng như là khắc phục những cái nhược điểm của cái phương pháp bùn hoạt tính. Vậy thì ưu điểm và nhược điểm của nó là gì? Chúng ta sẽ cùng xem cái bảng sau. Thì khi mà chúng ta nuôi cấy bằng bùn hoạt tính á, thì thật sự là hệ thống của chúng ta phục hồi và khởi động khá là nhanh. Tuy nhiên nó cũng có một số cái hạn chế về cái vấn đề như là thứ nhất là ha, trong cái bùn hoạt tính thì nó sẽ có tạp khuẩn nè, rồi động vật nguyên sinh, không phải là 100% những cái động vật vi sinh vật có trong cái bùn hoạt tính này nó đều hỗ trợ cho cái quá trình mà chúng ta xử lý nước thải. Thứ hai nữa là khi mà cái bùn hoạt tính này nó không có tương thích với lại cái tính chất nguồn thải, cái tính chất nước thải của hệ thống mà anh em đang vận hành á, thì nó cũng rất là dễ xảy ra cái sự cố là nổi bùn nè hay là sốc tải. Lúc đó thì chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta khắc phục lại. Và thứ một nhược điểm nữa là cái bùn hoạt tính này nó cũng không xử lý được ammoni nitơ, và nếu xử lý thì cái hiệu suất nó cũng không có cao và rất là khó vận chuyển ha. Chúng ta cần phải dùng xe chuyên dụng để vận chuyển. Đối với những công trình mà chúng ta ở cái địa thế mà nó khó khăn chút thì cũng rất là khó khăn cho anh em để mà mua được bùn bổ sung vào trong. Rồi, vậy thì cái việc mà chúng ta kết hợp với men vi sinh đó, nó sẽ mang lại cái lợi ích gì? Thứ nhất là men vi sinh thì chúng ta biết nó chỉ chứa những cái vi khuẩn có lợi thôi. Nó là 100% vi sinh vật ở trong này là giúp và tăng cường các quá trình mà phân hủy những chất ô nhiễm, những chất hữu cơ. Và đối với một số cái chủng vi sinh mạnh á, thì nó có khả năng mà chịu tải rất là cao, mặc dù là cái hệ thống mình nó có thể là tăng cái công suất lên hoặc là hệ thống nó bị vượt tải bất thường do là các cái bể chức năng phía trước là bị sự cố gì đó, thì nó cũng sẽ có các thời gian hồi phục lại nhanh hơn là cái bùn hoạt tính thông thường. Rồi, thứ ba nữa là men vi sinh thì chúng ta có thể lựa chọn được những cái chủng vi sinh vật phù hợp với từng cái loại nước thải và cái mục đích xử lý của mình. Ví dụ như là anh em đang vận hành nước thải sinh hoạt ha, thì chúng ta sẽ mua cái bùn hoạt tính từ nước thải sinh hoạt này để chúng ta kết hợp với men vi sinh dành chuyên cho cái quá trình mà xử lý nước thải sinh hoạt nữa, thì mình có thể lựa chọn được. Và mục đích xử lý thì tùy vào đích của anh em ha, mình có thể là xử lý nuôi cấy nè, xử lý BOD, COD hoặc là mình xử lý ammoni nitơ. Mình đều có những cái loại men phù hợp với những cái mục đích này hết và rất là dễ để anh em vận chuyển khi mà chúng ta sử dụng. Rồi, vậy thì nếu như mà anh em muốn biết rằng là mình nên bổ sung bao nhiêu lượng bùn hoạt tính cũng như là men vi sinh vào hệ thống của mình á, anh em hãy inbox trực tiếp cho tôi trong cái phần tin nhắn của cái trang BioAgency này ha.
thì các anh em trong đội kỹ thuật cũng sẽ hỗ trợ liên hệ với các anh em để tư vấn thêm về cái liều lượng mình sẽ bổ sung bao nhiêu bùn hoạt tính, bao nhiêu men vi sinh là phù hợp để mà chúng ta nuôi cấy lại vi sinh trong cái trường hợp mà hệ thống ngừng hoạt động. Vậy thì sau khi mà chúng ta có được cái chủng vi sinh rồi á, thì chúng ta sẽ tiến hành cho tải qua. Thì mình cũng lưu ý ha, mình sẽ cho tải qua một cách từ từ thôi, mỗi ngày từ 5 đến 10% cái lưu lượng thông thường, để làm sao để cho vi sinh nó có cái thời gian để thích nghi. Và nếu như cái trường hợp mà nước nó ra nhiều quá mà cái bể chứa mình nhỏ thì mình cũng có thể kết hợp thêm cái việc là mình pha loãng thêm nước sạch để mà vi sinh nó có thời gian thích nghi tốt nhất. Thứ hai đó là mình sẽ kết hợp vào tuần hoàn bùn và tuần hoàn nước trong cái quá trình mà nuôi cấy vi sinh. Trong cái thời gian nuôi cấy này thì anh em cũng lưu ý ha, mình sẽ không xả bùn, không xả bùn trong cái thời gian mà mình nuôi cấy, và cái lượng bùn này mình sẽ tuần hoàn 100% về lại cái bể anoxic hay là bể aroten. Và thông thường thì anh em sẽ vận hành theo cái tỷ lệ là 70-30 đúng không? Tuy nhiên thì cái tỷ lệ này nó cũng sẽ có thể điều chỉnh được tùy vào cái kích thước bể anoxic và bể thiếu khí của anh em ở trong hệ thống, cũng như là cái khả năng cũng như là tốc độ sinh bùn ở trong bể. Thì mình sẽ đo đạt mỗi ngày, mình sẽ kiểm soát ra cái tỷ lệ tuần hoàn này lại. Rồi cái tỷ lệ tuần hoàn nước là mình sẽ cố gắng ở một cái mức là 150-300%. Thì cái tỷ lệ này nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ giúp cho cái quá trình nuôi cấy nó nhanh hơn, và thứ hai là nó cũng sẽ hỗ trợ cho quá trình mình xử lý nitơ về sau này. Tuần hoàn nước tức là anh em sẽ tuần hoàn từ cuối bể hiếu khí về ngược lại đầu bể anoxic đó. Rồi thứ tư là chúng ta sẽ phải tính toán và cân bằng lại cái dinh dưỡng carbon nitơ phốt pho theo cái tỷ lệ là 100:51. Vậy thì nếu như hệ thống mình đang bị thiếu carbon thì mình sẽ bổ sung cái gì? Mình sẽ bổ sung mật rỉ đường methanol hoặc là đường gluco ha. Mỗi một cái loại hóa chất mà cung cấp carbon đến đây thì nó sẽ có cái thành lượng, nó sẽ có cái hàm lượng mà COD khác nhau. Mình sẽ sử dụng cái liều lượng nó phụ thuộc vào cái lượng mà mình tính toán mà nó đang bị thiếu trong hệ thống. Rồi nếu như mình đang bị thiếu nitơ và phosphor thì mình có thể là sử dụng cái phân ure nè, phân DAP hay là phân NPK. Ở đây thì nó cũng sẽ có cái tỷ lệ phần trăm nitơ và phosphor ở trong từng cái loại hóa chất này. Mình sẽ lựa chọn và mình sẽ tính toán ra được cái lượng mà cần sử dụng cho nó hợp lý. Anh em nào mà chưa biết cách tính toán thì cũng inbox cho tôi ha, inbox ở trên fanpage này, để mà anh em trong đội kỹ thuật sẽ hỗ trợ các anh em mà nó tốt nhất. Rồi thứ năm là chúng ta phải kiểm tra xem các cái điều kiện về pH và DO để đưa cho nó về cái khoảng phù hợp. Ở bể anoxic thì thông thường cái pH chúng ta phù hợp cho cái quá trình nuôi cấy á, thì từ mức là 7-8.5. Một số hệ thống của anh em mà pH chúng ta nâng hoài mà không lên á, thì có thể là do cái độ kiềm ở trong hệ thống mình nó không có đủ để nó giữ được cái pH. Thì mình có thể sử dụng, anh em có thể sử dụng thêm cái loại hóa chất đó là cái thằng soda S-line Na2CO3, hoặc là cái thằng sodium bicarbonate NaHCO3. Thì nó vừa có cái công dụng là tăng pH cho nước thải mà vừa có công dụng là tăng cái độ kiềm carbonate. Nó cũng sẽ trợ cho cái quá trình mà xử lý nitơ và amoni về phía sau. Về DO á, thì mình sẽ kiểm soát ông bể ở dưới mức 0.5 mg trên lít, và bể hiếu khí thì ở mức là trên 2 mg trên lít. Và anh em lưu ý thì cái chương trình ngày hôm nay cũng sẽ được lưu lại ở trên fanpage này, và cũng sẽ được phát ở trên cái kênh YouTube của BioGenC ha. Nên là mình cũng yên tâm theo dõi, là anh em nào muốn theo dõi lại thì mình có thể là truy cập vào fanpage để xem. Rồi vậy thì sau khi mà chúng ta có được chủng vi sinh nè, chúng ta cho tải qua đây nè, chúng ta tuần hoàn bùn nè, chúng ta tuần hoàn nước nè, chúng ta chăm dinh dưỡng, kiểm soát pH, DO nè, vậy thì mình sẽ làm sao để chúng ta biết rằng là cái quá trình mà nuôi cấy vi sinh của chúng ta đang tiến triển như thế nào. Vậy thì để kiểm tra được cái tiến triển của cái quá trình nuôi cấy á, thì mình sẽ phải làm cái nhật ký để mà anh em theo dõi hàng ngày. Ở đây thì tôi có gợi ý cho anh em một cái bảng để mà mình theo dõi những cái thông số đầu vào đầu ra của các cái bể chức năng ở trong cái hệ thống xử lý nước thải, đặc biệt là những cái bể sinh học ha. Về pH rồi DO là mình sẽ đo tại bể ha, rồi TSS nè, COD, nitơ, amoni, phosphor,
rồi công suất ngày hôm nay mình chạy là bao nhiêu, lượng dinh dưỡng mình chăm là bao nhiêu, soda ở đây là để tăng pH và độ kiềm ha, là mình chăm bao nhiêu ký, rồi SV30 hôm nay đo được bao nhiêu. Như vậy thì khi mà anh em ghi lại cái nhật ký như này á, anh em sẽ quan sát được cái diễn biến, quan sát được cái diễn biến và cái tiến trình phát triển vi sinh ở trong cái hệ thống của mình, xem là trải qua từng ngày thì SV nó đang tăng lên nè, SV chưa tăng thì mình coi là coi dinh dưỡng mình có nên tăng lên không, rồi pH mình đã đảm bảo chưa, DO mình đã đảm bảo chưa, dinh dưỡng mình đảm bảo chưa. Như vậy thì cái việc mà lập nhật ký theo dõi hàng ngày nó cũng là một cái bước mà rất là quan trọng mà nhiều anh em mà bỏ qua trong cái quá trình mà nuôi cấy vi sinh. Thì đối với cái trường hợp mà nuôi cấy vi sinh này thì anh em có thể tham khảo cái bài viết của tôi viết rất là chi tiết về cái trường hợp này ở trên trang web là microbilip.vn. Thì tôi có để cái link ở đây, một lát anh em tải cái tài liệu về á thì mình có thể truy cập, hoặc là anh em có thể vào cái phần comment ha. Tôi có để cái link ở trong cái comment để anh em truy cập và tham khảo thêm. Trong đó thì viết cũng khá là chi tiết. Rồi, cái trường hợp ngưng hệ thống thì vi sinh chết, mình nuôi cấy rồi. Vậy thì tiếp theo sẽ là trường hợp mà chạy duy trì. Chạy duy trì thì vi sinh có chết không anh em? Như chúng ta nói thì nãy, chạy duy trì thì vi sinh nó không chết ha. Chạy duy trì thì vi sinh sẽ chỉ bị giảm hiệu suất thôi bởi những cái tác nhân và trong cái quá trình mình vận hành. Và cái việc mà giảm hiệu suất này nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng chống chịu của cái vi sinh hiện tại trong hệ thống của anh em, cũng như là cái quá trình mà chúng ta vận hành duy trì. Một số cái trường hợp mà vi sinh cũng sẽ bị giảm hoạt tính, như là cái trường hợp trên hình mà anh em đang thấy, đó là cái trường hợp mà bùng nó bị xỉn màu. Bùng bị xỉn màu tức là sao ạ? Nó đang có xu hướng chuyển từ màu vàng sang màu đen đó. Mà nếu mà nó đen thui luôn thì là nó chết rồi, như cái trường hợp đầu tiên ha. Trường hợp này là bùng bị xỉn màu. Vậy thì vì sao bị xỉn màu ạ? Vì các anh em sụt khí gián đoạn nè. Anh em lưu ý là anh em nào bị sụt khí gián đoạn rồi không có cấp khí đầy đủ, DO thấp thì bùng nó sẽ có cái màu xỉn xỉn như thế này. Rồi, cái trường hợp mà màu bùng nó bị xỉn màu như này nó cũng sẽ thường gặp khi mà một cái hệ thống bị vượt cái tải COD, hay là có cái hàm lượng độc tố ở trong cái dòng đầu vào của hệ thống, ví dụ như là clorin dư, clo dư, thì nó cũng sẽ làm cho cái bùng nó bị xỉn màu như thế này. Rồi hai cái hình mà các anh em đang xem ở trên màn hình đó, thì đó là cái hình mà hệ thống mà chúng ta bị sụp khí gián đoạn, tức là cái hệ thống này bị mất điện, bị mất điện trong khoảng một ngày thì bùng nó bị chuyển sang cái màu như thế này. Mình cũng sẽ lưu ý nha. Vậy thì cách là đối với trường hợp này mình xử lý như thế nào hả? Nếu mà sụp khí không liên tục thì mình sụp khí liên tục thôi, dinh dưỡng không đủ thì mình sẽ cân bằng lại. Rất là đơn giản. Rồi trường hợp thứ hai là đó là cái trường hợp mà bùng khó lắng hoặc là bùng nổi khi mà đo cái SV30. Khi mà anh em sụt khí gián đoạn ha, sụt khí không liên tục, DO anh em chạy ở mức từ 1 tới 2 thôi, nó không đủ tải á, thì cái việc là kết hợp với là cái việc là dinh dưỡng không có cân bằng nữa, thì nó sẽ làm cho cái sự xuất hiện quá mức của các chủng vi khuẩn dạng sợi, làm cho cái hiện tượng là bùng nó khó lắng nè, hay là bùng nổi. Đối với cái trường hợp này thì mình có thể là mình tính toán lại cái dinh dưỡng cho phù hợp ha, sụt khí lại, sụt khí liên tục lên và kết hợp thêm cái việc là xả bùng. Rồi một cái dấu hiệu thứ ba cho thấy rằng là vi sinh nó bị giảm hiệu suất đó là bùng mịn. Các anh em nào đang gặp những cái tình trạng này không, mình có thể comment để cho ta biết là có các anh em cũng đang bị tình trạng mà giống như một số anh em khác ha. Trường hợp này là bùng mịn, vì sao bùng mịn nè? Vì dinh dưỡng nhưng mà đầu vào chúng ta cắt không đủ. Khi mà chạy duy trì thì có thể là cái lượng mật rỉ nó tạo ra cái độ màu nhiều quá, thì mình chăm nhiều thì mình sợ cái màu nó ảnh hưởng. Còn thứ hai nữa là chúng ta tính toán chưa có được đúng về cái tỷ lệ dinh dưỡng này, cho nên là vi sinh lúc này nó bị thiếu thức ăn, và nó phải xảy qua cái quá trình là phân hủy nội bào để làm sao mà có được cái nguồn carbon để mà cung cấp cho cái quá trình sống của nó, nên bùng lúc này nó sẽ mịn ha. Và bùng mịn ở đây nguyên nhân chính là do dinh dưỡng, thì mình sẽ cân bằng lại cái dinh dưỡng, tỷ lệ carbon, nitơ và phosphor. Rồi một cái trường hợp nữa cho thấy cái dấu hiệu vi sinh bị giảm hiệu suất, đó là cái trường hợp bọt nâu. Có anh em nào bị cái tình trạng bọt nâu này không?
Mình thấy cái tình trạng này cũng gặp nhiều á, ở trong một số cái công trình mà mình đã tư vấn á, thì cái tình trạng bọt nâu này nó xảy ra là do cái tuổi bùn trong cái hệ vi sinh, trong cái bể sinh học của mình nó đang bị cao. À, một số hệ thống thì nó cũng bị dầu mỡ, nó cũng bị như này, hay là tỷ lệ dinh dưỡng thấp, cái dinh dưỡng đầu vào thấp và lượng vi sinh thì lại quá nhiều ha, cái tuổi bùn cao thì nó cũng dẫn đến là cái sự tăng trưởng của một số cái chủng vi khuẩn mà nó Nocardia hoặc là Microbrick á, thì nó sẽ tiết ra một số cái chất hoạt động bề mặt như này và rất là khó phá vỡ bằng bọt ha, rất là khó khó phá vỡ khi mà chúng ta xịt nước vào. À, vậy thì trường hợp này mình sẽ làm sao ạ? Trường hợp này là tuổi bùng cao thì mình xả bùng thôi, mình cấp bùng mới vào, mình tính toán lại dinh dưỡng. Rồi một cái trường hợp thứ ba là trường hợp mà anh em chạy hệ thống ba tại chỗ. Trường hợp hệ thống chạy ba tại chỗ thì vi sinh nó sẽ giống như trường hợp thứ hai là trường hợp duy trì, là vi sinh nó sẽ bị giảm hiệu suất ha, nó không chết, nó bị giảm hiệu suất do cái tính chất nước thải đầu vào của chúng ta thay đổi. Và các cái dấu hiệu thường gặp như sau: thứ nhất là bọt trắng. Bọt trắng ở đây là do dư thừa hàm lượng chất tẩy rửa nè, các cái chất vệ sinh nhà xưởng. Như vậy thì những cái nhà máy sau khi mà chúng ta khởi động lại nè, hoặc là anh em đang vận hành ba tại chỗ thì cũng sẽ biết rằng là cái lượng mà hóa chất dùng để khử trùng và làm sạch nhà xưởng nó không được xử lý thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái bể vi sinh như là cái hình mà anh em đang thấy. Rồi khi mà anh em thực hiện ba tại chỗ thì sao? Cái lượng nước thải sinh hoạt nó sẽ có chứa những cái thành phần như là gì ạ? Dầu gội nè, rồi sữa tắm nè, bột giặt, rất là nhiều cái chất tẩy rửa ở trong này. Bình thường lúc trước không có, bây giờ ba tại chỗ thì lại có bọt. Có nhiều anh em nào gặp tình trạng này không, mình cũng comment lên trong clip ha. Rồi những trường hợp mà bị bọt như thế này á, thì mình sẽ xử lý như thế nào? Hoặc là mình sẽ kiểm soát lại cái đầu vào ha, mình tắt dòng rồi mình xử lý. Hai là mình sẽ dùng kết hợp thêm những cái hóa chất mà kháng bọt, hoặc là cách mà nhiều anh em thực hiện nhất là mình sẽ tăng cái hàm lượng MLS lên, và tăng cái hàm lượng bùn vi sinh lên để mà nó không bị ảnh hưởng nhiều. Rồi một cái dấu hiệu thứ hai mà làm cho vi sinh giảm hiệu suất, một cái tác nhân thứ hai mà làm cho vi sinh giảm hiệu suất đó chính là cái dầu mỡ. Thì lúc trước á, khi mà chúng ta hoạt động bình thường á, thì nhà máy mình chỉ ăn một hai ca thôi đúng không, mình bếp ăn chỉ nấu ăn cho một đến hai cái suất ăn thôi, và khi mà ba tại chỗ rồi thì hầu như là sẽ phục vụ ăn uống cả ngày. Như vậy thì cái thiết kế mà để tách mỡ ban đầu sẽ bị không có đủ để mà chúng ta xử lý cái lượng mỡ này, hoặc là có những hệ thống chúng ta không có cái bể tách mỡ luôn, và khi mà ba tại chỗ thì mới phát sinh cái vấn đề về dầu mỡ. Và khi mà dầu mỡ nó trôi sang cái bể cái hình đầu tiên mà anh em thấy là bể anô xích thì bùn nó nổi lên ha, bùn nó sẽ nổi lên ở trên rất là nhiều. Và cái trường hợp mà bùn nổi do dầu mỡ thì nó cũng thường gặp đối với một số anh em mà làm trong các cái hệ thống xử lý nước thải về thực phẩm hay là thủy sản á, thì rất là dễ bị. Vậy thì trường hợp này mình làm sao ạ? Mình cũng sẽ như cái trường hợp mà bị bọt, mình sẽ tắt dòng, mình xử lý riêng nếu mà ba tại chỗ ha. Đây là cái trường hợp mà mình phát sinh. Còn nếu anh em nào mà có điều kiện, mình sẽ đầu tư thêm cái thiết bị tắt mỡ nó phía trước, rồi có thể là kết hợp thêm cái việc mà sử dụng những cái men vi sinh mà phân hủy dầu mỡ ở trong này. Rồi vậy thì mình sẽ tóm lại là vi sinh bị giảm hiệu suất ở đây là do những cái lý do nào? Ở đây tôi sẽ tóm tắt lại thành ba cái lý do. Thứ nhất là DO thấp ha, anh em vận hành ở 1 tới 2 mg trên lít thôi để nó tiết kiệm điện ha, rồi hay là sụp khí gián đoạn, không có sụp khí 24 trên 24 đó, sẽ ảnh hưởng tới vi sinh. Thứ hai nữa là dinh dưỡng cấp không đủ ha, hoặc là có cấp nhưng mà mình tính toán nó không đúng đó, thì nó cũng sẽ làm cho vi sinh bị giảm hiệu suất, như là cái hiện tượng mình đã nói nãy là bùng mịn ha, bùng mịn hoặc là bọt nâu. Rồi thứ ba là thay đổi tính chất nước thải, như là cái trường hợp mà chúng ta vận hành ba tại chỗ ha, có phát sinh thêm chất tẩy rửa nè, có phát sinh thêm dầu mỡ vào thì nó sẽ làm giảm cái hiệu suất xử lý của cái vi sinh trong cái bể sinh học của anh em. Rồi vậy thì để mà tăng hiệu suất và phục hồi vi sinh đó, thì chúng ta sẽ làm những cách nào ha? Nếu mà sụp khí gián đoạn hay là DO thấp thì mình tăng DO lên, pH không đủ thì mình nâng pH lên, dinh dưỡng không đủ thì mình cân bằng lại. Rồi một cái yếu tố cũng quan trọng đó là mình phải
tăng cái hàm lượng bùn lên. Khi mà bùn bị giảm hiệu suất thì mình phải cố gắng tăng tăng cái MLSS lên để giảm cái tỷ lệ cho anh em ha, bằng cái cách là mình sẽ chăm thêm những cái men vi sinh mà nó chuyên cho cái nước thải của mình, chuyên để cho quá trình mà phục hồi hệ thống. Và về cái nội dung mà tăng hiệu suất và phục hồi vi sinh này á, thì trong thời gian sắp tới thì tôi cũng sẽ tổ chức một cái buổi riêng để chúng ta anh em chúng ta nói chuyện sâu hơn ha, chia sẻ nhiều hơn về cách để xử lý những sự cố này, từng bước nó sẽ đi như thế nào. Còn trong cái thời lượng của chương trình buổi tối hôm nay thì tôi chỉ xin chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Anh em hãy ấn like hoặc là follow cái trang Biogency mà đang livestream này nè, để mình nhận cái link đăng ký khi mà chúng tôi tổ chức cái chương trình. Và trong cái tôi cũng hy vọng là trong cái không gian mà nó gần gũi hơn và mình có thể là tương tác và chia sẻ trực tiếp với nhau nhiều hơn á, thì cái nội dung này cũng là một cái nội dung rất là hay mà anh em có thể là trao đổi thêm. Như vậy thì ở cái bước thứ ba này, tóm lại mình sẽ có hai trường hợp mình lưu ý. Thứ nhất là trường hợp vi sinh chết mình sẽ nuôi cấy lại, và trường hợp thứ hai là vi sinh bị giảm hiệu suất mình phải phục hồi và tăng hiệu suất. Vậy thì mỗi một cái trường hợp như vậy thì sẽ có những cái lưu ý riêng. Thứ nhất là đối với trường hợp mà vi sinh chết mình phải nuôi cấy lại thì mặc dù là nó hơi cực ha, nhưng mà được một cái là anh em sẽ thay máu được toàn bộ cái lượng vi sinh ở trong cái bể sinh học của mình, mình thay máu hết luôn và mình lựa được những cái chủng nào mạnh nhất, những con trẻ nhất, những con khỏe nhất, những con hiệu suất xử lý cao nhất, để mà bổ sung vào hệ thống cho cái hiệu suất xử lý nó ổn định. Thứ hai nữa là đối với trường hợp mà phục hồi cái vi sinh do bị giảm hiệu suất á, thì cũng có một lưu ý là nó cũng sẽ bị hạn chế một xíu, mà khó khăn một xíu, bởi vì cái những cái nguyên nhân mà tôi đã trình bày phía trên á, thì cái quá trình phục hồi này nó cũng cần thời gian ha, và cũng cần phải thực hiện đúng. Nếu như mà chúng ta chưa biết cách á, thì mình có thể là inbox ở trên fanpage ha, còn không thì anh em sẽ chờ cái buổi chia sẻ chuyên đề sau cái webinar tiếp theo mà Biogency sẽ tổ chức trong thời gian sắp tới. Vậy thì sau khi mà chúng ta chuẩn bị chúng ta kiểm tra thiết bị nè, chúng ta chuẩn bị nuôi cấy mà hoàn tất nè, chúng ta nuôi cấy và phục hồi xong rồi, thì chúng ta sẽ đến một cái bước tiếp theo là cái bước xử lý nitơ và amoni. Khi mà cái hàm lượng bùn của anh em đo được á, khi lắng 30 phút mà nó trên 15% ha, bùn lắng nhanh nước trong, hoặc là MLSS mình đo được ở mức tối thiểu là 2500 á, thì mình sẽ bắt đầu tiến hành xử lý cái thằng nitơ amoni. Sau khi mà mình nuôi cái vi sinh thành công rồi ha, xử lý được BOD, COD rồi, TSS rồi, thì mình bắt đầu đến cái bước là xử lý nitơ amoni. Chúng ta phải lần lượt từng bước nha, mình không thể đem cái bước xử lý amoni này trước cái bước nuôi cái vi sinh được. Bởi vì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một số cái yếu tố sau. Thứ nhất là yếu tố về thiết bị. Chúng ta cần những cái thiết bị máy thổi khí với cái DO lớn hơn 3 ha, rồi mixer phải khuấy trộn hoàn toàn nè, là lượng bùn phải xáo trộn hoàn toàn, rồi bơm tuần hoàn cũng phải hoạt động đúng với lại cái thông số yêu cầu để xử lý nitơ. Thứ hai là những cái điều kiện về môi trường cũng phải đảm bảo, như là độ kiềm carbonat nè, rồi pH, rồi DO. Thứ ba đó là chúng ta cần những cái chủng vi sinh nitrat hóa như là nitrosomonas nè, nitrobacter. Rồi nitrat hóa xong rồi thì phải đến cái bước là khử nitrat, đúng không? Đúng không anh em? Thì mình sẽ cần những cái chủng như là Pseudomonas, Citronellulis nè, hay là Bacillus digenliformis, rồi Gonella, Succinogen, vân vân. Vậy thì đối với cái bước này á, tôi sẽ không có chia sẻ sâu trong ngày hôm nay, mà tôi sẽ mời anh em mình sẽ lên trang YouTube giải pháp sinh học Biogency ha. Mình sẽ gõ cái cụm từ là giải pháp sinh học Biogency vào trên cái thanh tìm kiếm của YouTube để chúng ta xem lại một cái chương trình mà tôi mới thực hiện vừa qua, chia sẻ rất là chuyên sâu về cái quá trình mà kiểm soát cái chỉ tiêu tổng nitơ và amoni đạt chuẩn xả thải. Anh em có thể tìm kiếm hoặc là truy cập theo cái link ở trên màn hình ha. Khi mà nhận tài liệu thì anh em sẽ click vào, hoặc là click vào cái link ở dưới cái phần comment, tôi cũng đã để ở sẵn ở đó, thì mình sẽ xem lại miễn phí và biết được cái cách xử lý nitơ và amoni. Còn anh em nào mà xem rồi mà vẫn thắc mắc thì hãy liên hệ với tôi bằng cách là inbox cái fanpage này. Các anh em trong đội kỹ thuật cũng sẽ hỗ trợ các anh em rất là nhiệt tình. Rồi, sau cái bước mà chúng ta đã
khởi động nuôi cấy và phục hồi vi sinh cũng như là xử lý được nitrate rồi, hệ thống đã đạt được những cái chỉ tiêu rồi, những cái chỉ tiêu mà người ta yêu cầu mình phải đạt rồi á, thì mình có phải là đã xong việc chưa anh em? Theo anh em thì tới bước này thì mình đã xong việc của mình chưa? Theo tôi thì chưa nha. Theo tôi thì tới bước này thì chúng ta cần phải có thêm một cái việc nữa, đó là phải duy trì được cái hiệu suất mà chúng ta đã đạt được. Chúng ta đã đạt được cái kết quả như vậy rồi thì chúng ta phải duy trì cái kết quả này lâu dài. Vậy thì vì sao mà phải duy trì hiệu suất à? Theo các anh em thì vì sao mình phải duy trì cái hiệu suất sau cái quá trình mà mình nuôi cấy lại vi sinh, sau cái quá trình mà mình phục hồi lại vi sinh? Nếu mà mình không duy trì hiệu suất thì sao? Hiệu suất nó có bị giảm không? Hiệu suất nó có bị giảm không? Và nếu mà giảm thì nó là do nguyên nhân gì? Mình có thể chia sẻ ở trong cái phần comment ha, là để cho các anh em khác chúng ta cũng sẽ có thêm cái kinh nghiệm. Vậy thì cái việc mà mình duy trì hiệu suất này á, nó không ngoài cái mục tiêu là do là ngoài cái mục tiêu là để ổn định cái chất lượng và ổn định cái thành quả mà mình đã đạt được khi mà chúng ta đã nuôi cấy và phục hồi được vi sinh thành công ha, cũng như là xử lý được nitơ và ammonia thành công. Vì sao ạ? Vì sao phải duy trì ạ? Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là lưu lượng của nước thải ở trong cái giai đoạn này á, giai đoạn đặc biệt là sau cái thời gian mà chúng ta kết thúc hoặc là nới lỏng giãn cách xã hội nè, thì nó sẽ chưa ổn định ha. Khi mà lưu lượng chưa ổn định rồi thì nó sẽ làm giảm cái hiệu suất của vi sinh cũng như là một số cái thiết bị. Và thứ hai đó là trong cái bể sinh học của mình lúc nào nó cũng sẽ có một cái phần vi sinh không thích nghi, không thích ứng được với hệ thống, thì nó sẽ làm giảm cái mật độ vi sinh xử lý, làm giảm cái hiệu suất xử lý luôn. Vậy thì mình sẽ duy trì hiệu suất bằng cách nào? Mình sẽ duy trì hiệu suất bằng cách là mình sẽ kiểm tra cái chất lượng nước đầu vào, đầu ra của từng hạng mục bể để xem rằng là nó có đang ổn định hay không, nó đang bị giảm hay không ha. Như đã nói lúc đầu, nếu giảm thì mình sẽ tìm cách tìm nguyên nhân để mình tăng nó lên. Còn nếu nó ổn định rồi thì anh em sẽ tiếp tục duy trì cái chế độ vận hành như là hiện tại. Mình có thể xem lại bước 1 tới bước 4 nếu mà hiệu suất anh em thấy nó đang bị giảm ha. Rồi, vậy thì để tổng kết lại cái phần trao đổi ngày hôm nay á, thì anh em sẽ cùng nhau cùng với tôi ha, trả lời lại ba cái câu hỏi ở trên cái phần caption ở trên, là cái mục tiêu của cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thứ nhất là hệ vi sinh sẽ gặp những vấn đề gì khi mà nhà máy ngưng hoạt động. Mình sẽ gặp những vấn đề gì anh em? Thứ nhất là vi sinh chết. Vi sinh chết thì mình phải nuôi cấy lại. Thứ hai là vi sinh bị giảm hiệu suất. Giảm hiệu suất do những yếu tố nào? Giảm hiệu suất là do DO mình cấp không đủ, sụt khí gián đoạn, do dinh dưỡng mình cấp không đủ, mất cân bằng, do tính chất nguồn thải thay đổi thì vi sinh giảm hiệu suất. Và khi vi sinh bị giảm hiệu suất thì mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ phục hồi lại. Mình sẽ phục hồi lại vi sinh và mình tăng cái hiệu suất xử lý của nó lên. Câu thứ hai là khởi động vi sinh thì chúng ta cần quan tâm những yếu tố nào? Mình phải quan tâm yếu tố về thiết bị, như là cái bước 1 tôi đã chia sẻ ha. Thứ hai là cái điều kiện về môi trường như là pH nè, DO nè, rồi cái quá trình mà chúng ta cân bằng dinh dưỡng, rồi chúng ta bổ sung những cái hóa chất để đảm bảo điều kiện về pH, DO nè. Đó, rồi chủng vi sinh, chủng vi sinh phù hợp với quá trình khởi động, phù hợp với quá trình nuôi cấy, phù hợp với quá trình phục hồi, phù hợp với quá trình mà xử lý nitơ, ammoni. Vậy thì đây là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm. Tôi sẽ tóm lại là ba cái yếu tố chính như vậy. Và làm thế nào để mà khôi phục lại cái hệ vi sinh trong bể sinh học mà đúng cách và tiết kiệm chi phí. Để trả lời câu này thì mời anh em chúng ta thực hiện theo các cái hướng dẫn của tôi từ bước 1 đến bước 5. Thì tôi chắc chắn với các anh em rằng là cái quá trình phục hồi vi sinh, nuôi cấy vi sinh của anh em sẽ rất là nhanh, tiết kiệm được chi phí cũng như là công sức ha. Mình có thời gian để mình làm những cái việc khác. Rồi hệ thống mình nó cũng sẽ ổn định và nó sẽ tốt hơn. Rồi, vậy thì chúng ta nói nhiều về các cái chủng vi sinh thì ngày hôm nay tôi cũng xin giới thiệu với các anh em một số cái dòng men vi sinh chất lượng mà để sử dụng trong cái việc là nuôi cấy và phục hồi lại cái hệ vi sinh.
Sản phẩm đầu tiên không thể không nhắc đến một sản phẩm cũng khá là quen thuộc, đó là dòng sản phẩm men vi sinh Mirobilip IND. Thì đây là dòng men vi sinh hiếm khí ha, với thành phần là hơn 13 chủng vi sinh vật, có hoạt tính mạnh từ gấp 5 đến 10 lần cái vi sinh mà trong hoạt tính thông thường của anh em. Và cái loại vi sinh này nó chuyên dùng để chúng ta nuôi cấy và phục hồi lại vi sinh nếu mà bị giảm hiệu suất. Rồi cái loại thứ hai là loại Mirobilip N1 á, thì đây là dòng mà men vi sinh mà để xử lý nitơ amoni ha. Nó sẽ chứa hai cái chủng ni chất hóa là Nitrosomonas và Nitrobacter. Anh em có thể mua về để mà xử lý và tăng hiệu suất xử lý nitơ amoni trong cái hệ thống của mình. Và cái loại thứ ba là cái loại Mirobilip Biogas, thì đây là cái dòng men vi sinh trị khí. Đối với một số cái hệ thống anh em bị cái vấn đề bể trị khí sau cái thời gian giãn cách xã hội này nó cũng bị nổi bùng lên đó, thì mình có thể là bổ sung thêm cái bồn trị khí hoặc là chăm thêm cái thằng Mirobilip Biogas này để tăng cái hiệu suất lên. Và đây là những cái dòng sản phẩm men vi sinh lỏng anh em, men vi sinh lỏng nha, và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ luôn, chứa 100% thành phần trong này là vi sinh vật sống, cho nên là chúng ta sẽ không, nó sẽ rất là kích hoạt rất là nhanh và chúng ta sẽ không cần nhân sinh khối trước khi sử dụng ha. Và hiệu quả đặc biệt đối với những cái loại nước thải nào mà có tính chất phức tạp, chất không nồng độ, chất hữu cơ cao hay là độ mặn cao đến 40 phần ngàn thì vẫn cho cái hiệu suất xử lý nó tốt. Để mua hàng thì anh em có thể là truy cập vào cái trang web tôi có để trên màn hình ha, là myrobilip.vn, hoặc là anh em muốn nhanh hơn á thì anh em có thể gọi vào số hotline là 0909 538 514. Thì đội ngũ kỹ thuật của Biolancy sẽ tư vấn cho anh em là trường hợp của anh em đang bị như vậy á, thì mình sẽ xử lý như thế nào và mình có nên sử dụng men vi sinh hay không, nếu sử dụng thì sẽ sử dụng cái loại nào thì nó sẽ nhanh hơn cho anh em. Và cái tài liệu của chương trình ngày hôm nay thì anh em có thể tải bằng cách là quét cái mã QR code ở trên màn hình ha, hoặc là truy cập theo cái link ở dưới cái phần comment. Anh em nào đang sử dụng iPhone đó, thì mình có thể dùng camera thường để chúng ta quét cái mã QR code này. Còn anh em nào không có xài iPhone thì chúng ta có thể là dùng cái ứng dụng là Zalo. Mình sẽ vào cái phần quét mã QR. Sau khi anh em quét xong rồi thì nó sẽ hiện ra một cái biểu mẫu. Anh em điền giúp tôi thông tin vào trong đó để tôi lưu lại ha. Rồi sau khi mà anh em nhấn vào cái nút gửi thông tin đó, thì màn hình của anh em nó sẽ hiện ra một cái đường dẫn để anh em tải được cái tài liệu này về để nghiên cứu thêm. Và nếu mà không quét được thì hãy truy cập vào cái link ở bên dưới cái phần comment để mà nhận tài liệu. Rồi, vậy thì cái chương trình ngày hôm nay á cũng sẽ được phát lại ở trên cái kênh YouTube của Giám pháp sinh học Biogency, hoặc là nó vẫn tồn tại ở trên cái fanpage Biogency này, anh em có thể vào xem lại nếu cần. Và trong chương trình ngày hôm nay có nhiều câu hỏi anh em gửi về trong phần inbox á, thì đội ngũ kỹ thuật của tôi cũng sẽ liên hệ để trả lời trực tiếp các vấn đề mà anh em đang gặp phải ha. Và hy vọng rằng là cái buổi trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay là cũng đã giúp được anh em có thêm được hệ thống lại được một số cái kiến thức, cũng như là có được cái giải pháp cho mình để mà phục hồi cái hệ thống xử lý thải thật là nhanh và tiết kiệm chi phí sau cái khi mà thời gian chúng ta đi làm trở lại. Và mến chúc cho tất cả các anh em nhiều sức khỏe ha, và có một cái buổi tối cuối tuần thật là tuyệt vời. Hy vọng gặp lại các anh em trong những cái chương trình tiếp theo của Giải pháp sinh học Biogen tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em.